Chào anh em, hôm nay tôi sẽ nói sơ qua cái việc mà mình căng 1 phần 2 trái, 3 phần 4 trái hay là 1 phần 4 trái cho em đi cai đèn như thế nào khi mình đánh không áp phê, có áp phê và áp phê phải, áp phê trái. Thì bây giờ mình sẽ khảo sát cái trường hợp mà mình sẽ đánh 1 phần 2 trái trước. Thì đánh 1 phần 2 trái trước bi mình á, bi mình là đang là bi vàng, thì 1 phần 2 trái mình đánh không mắc phê. Thì cái đánh không mắc phê thì cái mũi cơ của mình nó sẽ đi qua rìa của trắng, thì đó 1 phần 2 trái. Còn nếu mình đánh mắc phê thì sao? Giả sử như mình áp phê bên, bây giờ nếu mà mình áp phê bên trái thì bây giờ mình sẽ đơn giản là bây giờ mình đánh mấy áp phê thì mình sẽ đo từ cái mũi cơ của mình này, mình sẽ đo vào tâm thì cái khoảng dịch của nó là bao nhiêu, mình sẽ tính là một đầu cơ, hai đầu cơ hay ba đầu cơ. Thì tương ứng giả sử nó sẽ dịch một đầu cơ thì mình sẽ từ cái ngoài rìa của bi trắng mình cũng sẽ dịch ra một đầu cơ, thì lúc mình đánh mình sẽ cái mũi cơ mình sẽ nhắm vào cái điểm đó. Nếu mà cái mũi cơ mình dịch từ cái tâm bi chủ mình dịch qua trái hoặc mình dịch qua phải bao nhiêu, khoảng cách bao nhiêu so với cái tâm, thì tương ứng mình cũng phải dịch từ cái rìa của bi cayen, mình cũng dịch cái khoảng cách tương ứng như vậy. Thì cái đó chính là mình căng khi mà mình căng có phê. Thì có nhiều người người ta có thể sẽ đánh, mình sẽ căng theo kiểu là mình cũng để không áp phê, 1 phần 2 trái đi qua rìa, thì người ta sẽ không tính bằng khoảng cách mà người ta sẽ dịch cơ song song, dịch cơ song song qua. Thì cái đó cũng là cách của anh em mình chọn cái nào cũng được. Còn chung thì chung thấy là cái việc chúng đo khoảng cách thì nó chính xác hơn so với chung. Còn khi mà mình dịch song song có thể nó bị lệch tay lệch này lệch kia thì cái khoảng cách nó sẽ bị sẽ dịch một chút xíu. Còn 3 phần 4 trái thì khi mình đánh không áp phê, cái mũi cơ mình nó sẽ vào 1 phần 4 của trái bị cayen, mình sẽ chia 4 phần thì nó sẽ là 1 phần 4. Thì cái mũi cơ mình đánh không áp phê nó vào 1 phần 4 trái cayen thì mình đang là đánh dày 3 phần 4 trái. Thì có áp phê tương tự thôi, mình dịch vào, mình dịch ra khỏi tâm bi khoảng cách nhiêu thì mình sẽ tính từ cái 1 phần 4 trái bi cayen, mình sẽ dịch qua cái áp phê tương ứng cái khoảng cách y chang như vậy. Còn đánh 1 phần 4 trái thì cái mũi cơ của mình nó sẽ đi ra bên bên ngoài trái bi cayen, nó đi ra ngoài 1 phần 4 trái. Thì mình nhớ cái vị trí này là mình đánh 1 phần 4 trái. Và khi có áp phê thì tương tự, cái mũi cơ của mình nó cắt tâm bi bao nhiêu, khoảng cách bao nhiêu thì mình tương ứng mình sẽ đi lệch cái mũi cơ của mình đi vào cái từ cái điểm 1 phần 4 này, mình sẽ đi vào tương ứng bấy nhiêu hoặc đi vào và đi ra ngoài. Thì cái đó là cái việc mà mình căng dài bao nhiêu trái khi mà không có áp phê và mình có áp phê phải, áp phê trái thì mình dịch tương ứng thôi, dịch cho nó song song. Dịch song song có thể mình dịch cái cơ song song hoặc là mình dựa vào khoảng cách trên bi chủ và mình sẽ dịch tương ứng mũi cơ sang nó đi trên bi cayen, nó khoảng cách tương tự như vậy. Rồi tạm biệt anh em, tôi sẽ hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Chào anh em, đặc biệt là những bạn mới tham gia vào diễn đàn Bia Tạp VN và cái kênh YouTube đi kèm. Chung muốn tự giới thiệu về mình một chút xíu. Chung năm nay 31 tuổi, là sinh năm 86 đó. Thì anh em biết tuổi chung thì mình sẽ dễ xưng hô hơn. Cái vấn đề tiếp theo là chung không phải là người thuộc giới Bia, chung là kỹ sư công nghệ thông tin. Chung làm về software là chỉ có lập trình mà kiếm tiền thôi. Tôi hiện tại đang làm trong công ty của mình, công ty này cũng một trong công ty mà khá lớn ở Việt Nam. Chung từ giới công nghệ để mà tham gia vào Bia để mà tìm hiểu và hệ thống nó lại, rồi sau đó chia sẻ lại ngược lại cho cộng đồng. Thì cái tiêu chí của chung khi mà lập ra kênh YouTube và cả một cái nhóm mà làm việc chung với chung thì anh em trong nhóm mình có thống nhất là cái kênh này không được dùng để mà câu view hay câu subscribe, nên nó chỉ có đơn thuần về chia sẻ kiến thức cho cộng đồng thôi.
và cái mục tiêu của cái kênh YouTube và diễn đàn Vida 8 là mình sẽ xây dựng một cộng đồng Vida có văn hóa, có học thức cho những anh, những chú lớn tuổi, cho những bạn làm văn phòng, cho những bạn thực sự mình muốn tìm hiểu về Vida và mình muốn một cái môi trường lành mạnh. Vậy thì nó sẽ dẫn tới những vấn đề gì? Nếu những nhận xét và những cái comment, những cái bình luận của bạn không được chúng dùng từ ngữ mà không được có văn hóa lắm, hoặc là những cái nhận xét mà không mang tính góp ý những cái để cho cái cộng đồng tốt lên, thì những cái bạn nó sẽ có khả năng lần đầu tiên có thể bị nhắc nhở. Còn nếu mà nặng hơn thì các bạn có thể bị block ngay lập tức và sẽ không được thông báo. Thì đó chính là cái mà chúng nhắc lại cho những anh em. Kênh YouTube Vida 8 sẽ không dùng những câu view hay câu subscribe, nên những lời mà các bạn có hành vi tiêu cực sẽ bị block đi trực tiếp. Đặc biệt anh em và sẽ cùng anh em trong cái nhóm sẽ gặp lại mọi người và trong clip tiếp theo và nhiều cái dự án nhỏ nhỏ.